Tại vì nhà thì có một mình Ngọc Châu, hai người chị gái, rồi có gia đình ở riêng. Rồi chỉ có mình Ngọc Châu thôi, là con út thôi, sống với ba mẹ. Vậy là ở với ba mẹ nữa, lấy vợ vậy là làm dâu rồi đúng không cô? Ví dụ như mới cưới gì thì muốn ở với ba mẹ thì ở với ba mẹ, còn không thích thì ở riêng. Tại vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê, trong là thích á. Ví dụ như thích, ví dụ như lúc đầu về thì thích ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng. Với lại hai nữa là vậy nè, cô chú cũng còn trẻ, tại vì cô chú cũng không quan tâm cái chuyện mà làm dâu, không làm dâu. Tại vì cô chú là trẻ tự cô chú lo được, chừng nào sau này cô chú già yếu rồi hẳn tính. Cô thấy dâu dễ thương, dâu tương lai dễ thương cô. Thì nói chung là thấy thì bé này thấy cũng được, cũng dễ thương. Hiền lành đó mà luôn. Tại vì thì nói chung là cô cũng muốn là hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội để gặp nhau, nếu mà ái được thì tiến tới. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào khán giả và chào chị Ngọc Lan. Dạ con tên là Châu. Gì Châu con? Dạ Huỳnh Văn Ngọc Châu. Sinh năm 93, con sống ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại là con đang kinh doanh online máy vi tính á. Bên đó Ngọc Châu, bên đây Ngọc Lan á. Rồi, mời nhà gái. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Hoàng My, 29 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Châu có thể nói cho nhà gái biết là những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Châu. Ưu điểm của con chắc là ham kiếm tiền quá. Đúng rồi. Việc có tiền là con làm được à? Không làm bậy thôi. Rồi, vậy là tốt. Còn gì nữa? Dạ chắc là thông minh. Chứ tự nhận thì hơi kỳ nhưng mà mình thông minh, mình nói thông minh chứ gì đâu kỳ. Mình sáng suốt trong những cái công việc của mình, tự mình nghĩ ra tự mình làm chứ thật ra không ai chỉ hết, nhưng mà tự mình bước trên con đường của mình luôn. Đàn ông phải mạnh mẽ lên, hoạt bát lên, chủ động hơn nữa nha Châu nha. Dạ. Tật xấu của con thì nhiều quá chú ơi. Theo mọi người xung quanh thì nói là con hay vô tâm với lại nóng tính. Điểm đó là yếu nhất của đàn ông luôn á. Mà phụ nữ không bao giờ thích cái chuyện vô tâm đó. Đúng rồi. Còn nóng tính là sao? Nóng tính là kiểu con đang làm việc mà ví dụ ai mà hay càm ràm á, là con bực mình, con không muốn nói chuyện. Quýnh lại không? Bình thường con nóng thì con sẽ im lặng chứ không có chửi. Được, im lặng tốt. Rồi thôi mình tới với em gái bên này đi. Ưu điểm của mình là gì cưng? Dạ em hòa đồng với mọi người. Em thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em có cái thói xấu đó là em hay mít ướt. Bên kia có chịu được không? Mít ướt lắm đó. Dạ được chị ơi, em dễ mà. Mình sẵn về cái câu chuyện mình hay mít ướt rồi mình nói luôn về cái tình trường của mình đi. Dạ hai mối tình chị. Mối tình lâu nhất của em là 4 năm. Tính gia trưởng á chị, cho nên là em bên kia gia trưởng là em thì hay mít ướt. Dạ. Nên là không có hợp được với nhau hả? Dạ. Vậy em nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn trai của em đi, để chị nói cho bên kia biết luôn. Em cũng dễ tính á chị. Ví dụ như em còn một người biết quan tâm, chia sẻ với nhau thôi. Biết quan tâm. Dạ biết quan tâm. Bên kia hơi vô tâm đó. Thấy hơi lúng túng. Em em chỉnh lại. Cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích đàn ông hút thuốc. Em không thích đàn ông gia trưởng. Bên kia nãy chị nghe vô tâm thôi chứ chị chưa nghe tới vô tâm là lúc trước thôi, giờ ta thay đổi rồi, bắt đầu ngày hôm nay ta thay đổi luôn rồi. Mà hỏi thiệt là thích con trai cao cao cỡ nhiêu, có ướm thử không? Em thích con trai cao khoảng 1m7. Được, 1m7 được. Chào em. Muscle bắp thịt bắp đồ ngon lành lắm. Ngon lành, cao đẹp mà, trai mà lô cưng. Bên kia người ta không có thích vô tâm đó. Để em sửa. Em sửa ha. Cái đó sửa dễ mà chị. Bây giờ bao nhiêu mối tình rồi? Có hai. Một đó là do là mối tình đầu hồi học cấp 3. Lâu dài thì mối tình thứ hai cách đây cũng 4-5 năm. Do bạn ấy còn nhỏ, tới 5 tuổi là còn nhỏ, thì còn muốn thích đi chơi này nọ. Còn em thì 24-25 rồi thì em muốn lập gia đình. Chị thấy em rất là đẹp trai nha. Mắt, mũi, miệng rồi rất là đẹp, hài hòa. Và body cũng đẹp nữa thì tại sao mà em không tận dụng cái lợi thế về ngoại hình của mình để mà em livestream, em bán hàng thì nó sẽ tốt hơn? Cái đó em chưa nghĩ tới, với lại em cũng không nghĩ là em sẽ livestream để bán hàng. Em livestream được, em livestream, em quay clip, em review về sản phẩm của em. Livestream đi, em rủ chị Lan livestream. Em 21 livestream rồi em rủ chị đi, chị hỗ trợ cho chứ trời ơi, đẹp trai ngời ngời về mà không livestream uổng quá à. Mốt cầm máy tính lên nè, máy tính này nó đẹp như tôi vậy nè mọi người đó. Đại loại vậy. Vậy để mốt em có mở kênh thì em liên hệ chị. Mình phải tận dụng cái ưu thế của mình chứ. Đúng hết, chị Lan nói đúng á. Bây giờ mình phải show hàng cho mọi người thấy. Cái nào tốt mình show hàng mọi người thấy. Rồi người ta vô người ta coi, rồi sau đó người ta mới nghe về cái sản phẩm của em. Thì nó đi vào lòng người hơn. Bây giờ làm mai làm mối hay là tư vấn lại chi? Không có, tại đây bé nó đẹp trai quá mà nó không chịu xuất hiện cho đang làm mai vậy, từ lớn qua tư vấn livestream hả? Nói chung á là ở Ngọc Châu á, gần như là đáp ứng được hết cái nhu cầu bên kia. Chỉ có một cái vô tâm để qua coi nhà gái coi sao em. Trời, nhà gái được, dễ thương, cười rất là tươi ha, rất là xinh gái à nha. Chừng nào lấy chồng được nè? Dạ chắc khoảng 2-3 năm nữa. Hỏi cái tiêu chí bên đây sao nè, để coi bên nhà gái tôi có phù hợp không. Dạ tiêu chí bên em thì đơn giản lắm, biết kính trên gần dưới. Trời, bên đây dư sức. Nhà gái tôi chịu quá. Thôi bây giờ hỏi người thân ha. Em đi với ai cưng? Dạ em đi với ba mẹ em. À chết cha của ba mẹ đó. Trời, mình nói quá trời nói. Dạ em chào cô chú. Xin trước hết xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC và diễn viên điện ảnh Ngọc Lan. Chào thì nói vậy thôi chứ tánh của Ngọc Châu thì ở nhà nó cũng hiền, làm nói chung là cũng không thuốc lá, không cà phê, cũng không có nhậu nhẹt, tại vì lâu lâu có bạn bè mới rủ thôi. Nói chung là cũng lo cho ba mẹ lắm, tại vì nhà có một mình Ngọc Châu, hai người chị gái thì có gia đình ở riêng, chỉ có mình Ngọc Châu thôi, là con út thôi, sống với ba mẹ. Vậy là ở với ba mẹ nữa, lấy vợ về là làm dâu đúng không cô? Ví dụ như mới cưới gì thì muốn ở với ba mẹ thì ở với ba mẹ, còn không thích thì ở riêng. Tại vì là cô cũng có 2 căn nhà cho thuê. Nếu mà thích á, ví dụ như lúc đầu về thì thích ở chung, ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng. Với lại hai nữa là về này cô chú cũng còn trẻ, tại vì cô chú cũng không quan tâm cái chuyện mà làm dâu, không làm dâu. Tại vì cô chú là trẻ, tự cô chú lo được chừng nào sau này cô chú già yếu rồi hẳn tính. Cô thấy dâu dễ thương, dâu tương lai dễ thương không cô? Thì nói chung là thấy thì bé này thấy cũng được, cũng dễ thương, hiền lành đó mà luôn. Tại vì thì nói chung là cô cũng muốn là hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội để gặp nhau, nếu mà ái được thì tiến tới. Con lên đây lâu chưa? Dạ con lên đây khoảng 5 năm rồi. Dạ. Rồi ở dưới quê là ba mẹ con ở quê hết hả? Dạ đúng rồi, ba mẹ với anh con ở dưới quê. Đây mà đi về đó bao nhiêu tiếng đồng hồ ta? 160 km. Để bác hỏi cho biết vậy. Dạ. Bác hỏi để bữa nào bác xuống. Có đứa cháu là lấy vợ ở Vĩnh Long. Dạ. Nhưng mà nó nằm ở gần đài truyền hình Vĩnh Long á. Dạ. Tại vì là cũng có đi rước dâu ở dưới đó, là nhà bé nó là gần ở đài truyền hình Vĩnh Long. Là tại muốn hỏi mới biết ở chỗ nào á, tại vì ngay Vĩnh Long. Đó là đường Phạm Thái Bường. Rồi chú nói giùm con vài câu thấy. Nữ này là cũng hiền, tạm được, chứ cũng không có kiểu mà đanh đó. Ví dụ như vậy thì tái cũng tới thầy gạo hộp thì tiến tới hôn nhân. Và cô chú ủng hộ 100% ha. Cũng ủng hộ. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Chào hai bác Tiến đi. Dạ con chào hai bác. Từ về là nếu mà được là làm dâu nhà này tốt quá, cô chú rất là phúc hậu liền từ luôn á. Có 2 căn nhà cũng đỡ lắm. Bây giờ mình đi với ai nè? Con đi với bạn của con. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào gia đình nhà trai và toàn bộ khán giả ở đây. Điều là em là Quang, là bạn của Hoàng My. Em chơi với My cũng từ lâu, từ khi mà My mới lên Sài Gòn rồi. Đến với chương trình này thì em có thấy là bạn nam của mình rất là hoạt bát, rất là mạnh dạn. Tuy chia sẻ về cái cảm nhận của tự chia sẻ của mình là mình vô tâm và rất là nóng tính, nhưng mà em cảm thấy là điều đó với cái dân kỹ thuật về bán vi tính thì đó là điều hiển nhiên. Còn nếu nói về đối nhân xử thế gia đình thì em nghĩ là bạn này sẽ có một cái cách cư xử khác. Một mặt khác thì bạn này thì là khá là sáng sủa và có những cái định hướng và độc lập để cho cái việc kinh doanh của mình. Thì em thấy là bạn này cũng rất là tốt và có tương lai. Ủng hộ cho em My và bạn nam này sẽ có cơ hội cho nhau và được tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa ha. Mở rào. Dài lắm em ơi. Bắt đầu đi Châu. Chào em. Dạ em có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em. Dạ hơi nặng. Không sao, anh khỏe mà. Dạ. Cái này thì anh hơi gấp, anh nếu em bấm nút thì anh bền bù gấp 10 lần. Dạ em nữa. Anh cảm nhận người em như thế nào? Anh thấy em khá là hiền, nhìn thì giống như bánh bèo. Dạ em cũng hơi bánh bèo thiệt. Thì anh thích cái mẫu người như vậy hơn là mẫu người hiện đại bây giờ. Dạ. Thích bánh bèo hơn bánh ú hơn. Bánh bèo dễ ăn mà chú. Mềm mềm, nó mặn mặn, ngọt ngọt. Em cảm thấy anh sao? Em thấy anh thì cũng đẹp trai hơn là em tưởng tượng hôm nay. Hôm nay luôn hả? Dạ. Em ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 4 và em cũng làm ở quận 4 luôn ạ. Em ở đó với ai? Dạ em ở với một chị đồng nghiệp của em. Ở gần thì khỏe hơn. Dạ. Ừ. Vậy thì anh sẽ chạy qua đó. Chạy qua chị ăn hồn mà chị hỏi chạy qua chị là sao vậy? Anh thì dạo này bán cũng hơi ế nên cũng khá rảnh. Nói chung là khi nào em rảnh thì em cứ nhắn tin alo anh là anh chạy qua. Vậy chắc nhà gái còn mong mắn ế hoài quá. Dạ không, hoài là chết thôi chứ hoài. Dạ tại vì anh của em á, thì anh làm bên máy tính, thì anh của em cũng bên sửa điện thoại với bán điện thoại. Ừ. Thì ở dưới quê anh em cũng làm bên cái mạng này. Ừ. Dạ. Cho nên em hiểu cái này xíu. Anh vô tâm thì anh vô tâm như thế nào? Ví dụ như người yêu anh bệnh thì anh có bỏ người yêu anh đi chơi không? Cái đó thì không. Thí dụ có ngày lễ lộc gì đó mà anh quên đi được không? Sau này anh sẽ nhớ. Đấy là trước đây thôi. Dạ, dạ cái đó không sao anh. Em không có quan trọng cái vấn đề lễ này kia. Tại vì thường em cũng nghĩ nói với nhau, chúc nhau vài câu là được rồi. Em không có quan trọng quá vấn đề. Thôi bây giờ Châu đến nắm tay My đi, nói hết những cái tình cảm nãy giờ. Nó hiền dữ vậy trời. Cho anh nắm tay em nha. Dạ. Nãy giờ thì anh thấy em cũng gọi là giống cái suy nghĩ của anh á, nó cũng bánh bèo. Còn em bánh bèo đó thì em bánh bèo. Anh cũng thích như vậy. Dạ. Mít ướt vừa ha. Đừng hết nước nhiều quá cũng hơi đau đầu. Thì anh chỉ vậy thôi. Dạ. Em rung quá. Tướng này là chắc tướng tập gym đúng không? Dạ cũng có. Nói chung là anh thấy em rất là đúng gu của anh. Nên anh rất là mong em sẽ bấm nút để mình có thể cho nhau cơ hội để rồi tiến tới xa hơn. Em có muốn nói gì nữa không? Dạ không. Cái này là nó muốn xuống sân khấu nó nói rồi thôi về chỗ. Cho tiến hành làm thủ tục thôi. Các bạn sẽ bấm nút, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3. Bây giờ chính thức là hai trẻ đã hẹn hò với nhau. Cảm giác Châu thì giờ thế nào? Dạ em cũng rất là vui. Rất vui, nói gì với ba mẹ đi. Dạ, nói chung là ba mẹ thấy được không? Bây giờ ba mẹ thấy được rồi đó. Con á là ví dụ như là tìm hiểu nhưng của nhau rồi hợp tình, hợp lý, rồi ví dụ như cái gì cũng là ví dụ như yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Ba mẹ là mấy chục năm nay nữa mà chưa bao giờ mà ba là chưa bao giờ động tay động chân với mẹ một cái gì hết. Hai đứa. Hứa đi. Ba mẹ anh dễ rồi. Em con hứa với ba mẹ là con sẽ cố gắng gìn giữ cái hạnh phúc của mình. Dạ. Để mang niềm vui đến cho ba mẹ. Là nói với cô chú là lỡ mà tụi con có gây lộn nhau thì con mét cô chú nha. Dạ. Không, cái này nếu mà hai đứa có gây lộn thì để hai đứa tự giải quyết. Dạ. Thật ra thì đôi khi em cũng nên chia sẻ. Nếu mà giải quyết không được á, chia sẻ. Ở đây có người lớn nè, chia sẻ thì có thể ba mẹ ở cái góc nhìn của người lớn rộng hơn thì có thể cho lời khuyên cho tụi em nó tốt hơn. Dạ. Coi như với tâm bình á, mẹ và ba của My cũng đang xem. Chào hai bác. Nếu như mà hai bác có xem chương trình này thì con muốn nói với hai bác là con muốn xin phép hai bác cho con được tìm hiểu My. Rồi con hứa là sẽ không để My phải buồn hay là khóc nhiều giống nãy. Dễ thương quá. Rồi. Đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thép Vina QA, tinh thần thép. Tại vì đối với em thì em đã xác định rồi. Nếu mà mình đã khép cánh cửa này lại rồi thì cánh cửa mới nó sẽ mở ra cho mình. Chứ mình đừng có khư khư mà cứ suốt ngày cứ dậm chân tại chỗ, cứ ở một vị trí thì không thể nào mà cái con đường tương lai, sự nghiệp, tình duyên nó đến với mình được. Bạn phải có một cái ý chí tiến thủ. Khi mình làm cái gì đó thì mình phải đặt tâm sức vào cái việc đó. Em không thích những người mà kiểu như chỉ nói suông thôi. Mình tự tin, mình đáp ứng hết không em? Dạ là tự tin 100%. Nhà trai tôi ngon mà. Em đặt hết niềm tin vào anh nha. Ok. Xin mời nhà gái. Này chị đỡ lên cho. Ok. Mời nhà trai. Ngồi em trai. Chúng ta nghe phần giới thiệu của bạn nữ trước nha. Dạ, lời đầu tiên thì em xin phép chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và tất cả các anh chị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1995, năm nay em 27 tuổi. Em thì quê ở Bến Tre và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em thì đang làm bên mảng về marketing cho về nhà hàng và khách sạn á chị. Công ty em làm việc ở quận Bình Thạnh và hiện tại em cũng sinh sống ở Bình Thạnh. Bích Vân, dạ. Sinh năm 95 ha. Dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép chào anh Quyền Linh. Chào anh trai. Chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào gia đình bạn nữ và chào tất cả các khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em xin phép giới thiệu. Em cũng sinh năm 95, giống bạn nữ. Em nhà ở Củ Chi. Em hiện tại thì đang là mở một tiệm tóc nhỏ, cũng ở Củ Chi luôn. Làm tóc hả? Dạ dạ. Hèn chi mái tóc ấn tượng đẹp quá. Chúc em làm cho anh giống xoắn giống vậy luôn nha. Dạ ok. Rồi. Tức là em làm Củ Chi tại nhà luôn. Dạ đúng rồi. Mở mặt bằng nhà làm luôn. Dạ. Bây giờ là em đang sống với ai ở nhà? Dạ hiện tại thì em sống với gia đình ba mẹ và anh. Là nhà có hai anh em thôi? Dạ đúng rồi. Rồi anh trai là có gia đình chưa? Dạ anh trai em có gia đình rồi ạ. Có rồi ha, giờ còn một người nữa. Vậy là anh trai ở nhà, trụ trong nhà là em sẽ là ở riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi khỏe, nhà gái nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Nhà gái đã nghe ạ. À. Rồi vậy thì mình tới với cái phần ưu điểm khuyết điểm đi ha. Dạ. Dạ ưu điểm của em thì em khá là hoạt bát. Đúng rồi chị dạ. Thấy. Nói chung là rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nói chung là em dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh đó chị. Về sở thích của em thì em thích được đi du lịch, thích đọc sách, thích trồng cây. Với lại là thích những cái nơi mà nó yên tĩnh một xíu. Đặc biệt là cũng thích xem phim ma. Thú vị, con bé này thú vị. Có sợ ma không? Dạ không ạ. Rồi bây giờ nhà trai nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là thích làm đẹp và biết nấu ăn. Còn giỏi, biết nấu ăn nữa là giỏi. Dạ. Nữa rồi đó. Gì nữa? Với lại biết quan tâm người khác. Đó, được cái này được luôn. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì mỗi khi mà làm cho khách hơi đông á, nên hơi lười. Lười dọn dẹp. Đúng rồi, làm mệt rồi lười là đúng rồi. Chỉ có làm cho đông quá rồi quạo rồi cắt tóc người ta tầm bậy bạ sợ thôi, chứ lười đâu có gì đâu sợ. Được, cái này được luôn. Trời con gái, thợ làm tóc thành ra tóc tai khỏi phải lo gì hết. Dạ. Nhà trai lo hết. Dạ. Tóc tai nhà trai lo hết. Sẽ được làm tóc miễn phí thường xuyên. Đường tình duyên thế nào nói cho nhà trai nghe cái nè. Dạ đường tình duyên thì hơi bị lép vế tại vì chưa có từng có mối tình nào hết chị ơi. Trời ơi. Còn trong trắng trinh nguyên đúng không? Dạ. Chưa có kinh nghiệm hẹn hò. Rồi vậy thì sắp tới em sẽ trải qua những cung bậc của cảm xúc. Đúng rồi. Những thăng và trầm. Em tình cũng yêu như vậy. Đúng rồi. Bên đây thử coi có mấy mối tình nè. Dạ em chào chị. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì chính thức thì chỉ có 2 mối tình chính thức. Còn còn râu ria chắc khá lắm hả? Dạ còn bạn gái tìm hiểu thì cũng vài ba người. Rồi giờ mối tình mà nó dài nhất và nó gây thương nhớ với mình nhất đó là mối tình nào? Dạ đó là mối tình cách đây 3 năm của em. Lúc đó thì em cũng có quen một bạn nữ, bạn ấy quê ở Đồng Tháp. Nói chung thì lúc đấy thì em còn cũng như là còn ham chơi á, còn chưa có suy nghĩ chín chắn. Nên em với bạn ấy quen nhau cũng chỉ là nhất thời á. Rồi sau này bạn ấy có công việc để phải đi về quê á. Rồi em thì ở đây cũng công việc cũng chưa có ổn định, nên em cũng không muốn làm khổ bạn. Em nói với bạn đó thì làm bạn được rồi. Là tự em rút lui hả? Dạ thì hai người sẽ im lặng thời gian rồi mất liên lạc luôn. Giờ lỡ mà kết nối lại được, liên lạc lại được thì sao? Thì em nghĩ là chỉ làm bạn thôi. Tại vì người yêu cũ thì không nên quay lại, tại nó cũng có nhiều cái kỷ niệm nó không vui. Người yêu cũ không nên quay lại, đó là phương châm mới. Còn ngày xưa ta nói người tình cũ không rủ cũng tới. Tại vì đối với em thì em đã xác định rồi, nếu mà mình đã khép cánh cửa này lại rồi thì cánh cửa mới nó sẽ mở ra cho mình. Chứ mình đừng có khư mà cứ suốt ngày cứ dậm chân tại chỗ, cứ ở một vị trí thì không thể nào mà cái con đường tương lai, sự nghiệp, tình duyên nó đến với mình được. Rồi, được, quyết đoán. Dạ. Rồi, được luôn. Giờ nhu cầu bạn gái của mình là gì? Cao làm sao? Tiêu chí á? Tóc sao? Ừ, tiêu chí hay dụng từ nhu cầu bị sai rồi. Nhu cầu là sai. Dạ, bạn gái của em thì em thích tiếp người con gái tầm chiều cao là khoảng 1m50 đổ lên là được rồi. Ngon. Dư xăng. Hơn 50 dạ. Luôn. Ốm hay mập? Dạ vừa người thôi chị. Dư xăng luôn. Có vừa luôn. Tóc dài hay ngắn? Dạ tóc dài thì em thì để em làm đúng không? Dạ, đúng. Dư xăng, dư sức làm hoài cũng không có tóc. Tóc dài đen óng ánh. Rồi đó là những cái mà em thích. Rồi còn những cái mà em không thích ở một người con gái là gì? Em chỉ không thích những người con gái gọi là sống rập khuôn quá, sống kiểu thụ động á, không dựa dẫm vào người khác á. Người này ta năng động, hồi nãy nói người phụ nữ hiện đại, dạ. Sống thích nghi với mọi hoàn cảnh luôn. Bây giờ là tiêu chí tìm người yêu của nhà gái thế nào nè? Dạ, thứ nhất về chiều cao thì là 1m6 trở lên là được ạ. Ngon lành. Về bề ngoài thì không ốm, nhìn người đó phải đầy đặn, mạnh khỏe. Y chang. Dạ, về tính cách thì người đó phải là một cái người cũng là vui vẻ, có thể là hòa đồng được với người khác. Ví dụ như khi mà mình quen nhau thì mình phải có đi chơi với bạn bè của nhau, thì người đó phải sẵn sàng để tham gia. Người này ai cũng hòa đồng, ai cũng phải nắm đầu được hết trơn. Khách vô một cái là phải nói chuyện. Vô là nắm đầu giật bài giật liền luôn. Quen không biết, lạ cũng biết, cứ vô là nắm đầu nói chuyện. Dạ, và người đó thì phải có trách nhiệm, sống phải có đạo đức. Bạn phải có một cái ý chí tiến thủ, có thể là hiện tại, tức là mình phải có ý chí trong công việc mình. Khi mình làm cái gì đó thì mình phải đặt tâm sức vào cái việc đó. Và bạn phải là một người nói được, làm được. Em không thích những người mà kiểu như chỉ nói suông thôi. Rồi, nói chung nãy giờ đưa 100%, tôi thấy là nhà trai tôi đáp ứng hết á. Mình tự tin không? Mình đáp ứng hết không em? Dạ là tự tin 100%. Chị thấy cũng được như vậy đó. Nhà trai tôi ngon mà. Rồi bây giờ mình hỏi người thân nè. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn khách của em. Bạn khách hả? Dạ. Trời ơi. Bạn mà bạn khách lạ gì vậy? Con chào chú Quyền Linh. Xin chào. Và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Và chào tất cả mọi người ở trong vùng quay ạ. Em là hát làm tóc quan của anh. Tính là nhà anh thì vui vẻ, hòa đồng, ấm áp và rất là nhiệt tình. Cho nên chị cứ yên tâm, ảnh đầy đủ tiêu chí của chị đó. Khách mối đúng không? Ừ, mấy năm rồi cưng? Em quen ảnh được 5 mấy rồi chị. Đâu có thấy có bạn gái vô tìm hoài không? Dạ không ạ. Tối có đi chơi được không em? Tối trời ơi, ảnh bận làm tối ngày à. Lâu lâu rủ ảnh đi uống miếng nước, ảnh còn không đi nữa. Phải không? Có dạ. Rủ không? Có. Không đi hả? Không đi. Được. Hớt tóc có lấy tiền đủ không? Ảnh lấy tiền em lúc nào cũng đầy đủ hết đó. Có bớt không? Có bớt chút chút. À được. Khách quen mà. Tưởng khách quen mà không bớt à. Rồi bây giờ chúng ta tới với nhà gái nè. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị ở trong công ty với em. Hai chị. Rồi chào em. Chào hai bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, rồi em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bé Bích Vân là một cô bé mà có rất là nhiều cái năng lượng tích cực, làm việc luôn chu toàn mọi thứ và khéo léo và có nhiều tài lẻ. Khi ở bên cạnh bạn thì lúc nào cũng sẽ rất là vui vẻ. Nên em nghĩ là bạn trai cũng sẽ có rất là nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về Bích Vân. Thì về bên phía bên nhà trai á, thì nãy giờ chị có quan sát thì chị thấy là bạn trai thì về ngoại hình thì rất là sáng sủa, dễ thương, phong cách thời trang kiểu Hàn Quốc rất là năng động và phù hợp với Vân. Thì về tính cách thì nãy giờ chị cũng thấy là bạn nói chuyện thì sâu sắc, cũng có quan điểm riêng của mình. Việc mà hai bạn gặp nhau ở đây á, thì cũng đã là một cái nhân duyên rồi. Thì chị nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu để mình thấu hiểu nhau thêm. Rồi sau đó là đi đến quyết định là cũng là tùy việc vào hai em. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn nhà trai, nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Chào em. Anh có món quà gửi tặng em. Đó là đóa hoa hồng. Dạ. Anh chúc em lúc nào cũng tươi trẻ và xinh đẹp như những bó hoa hồng này. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em có gửi tặng cho anh một quyển sách. Thì đó là cái quyển sách này thì em đã đọc nát luôn cái bìa trong lúc mà mùa dịch. Thì em cũng mong là anh có thể nếu có thời gian thì anh sẽ dành thời gian ra để anh đọc và để mình có thể là hiểu được nhau hơn. Dạ với trong đó có một cái kia viết thì mình làm nghề nghiệp gì thì mình cũng sẽ còn có một cái viết để ký nhận lương nè, và có thể dùng cái viết này để ký nhận vào những cái giấy tờ quan trọng sau này của anh. Dạ em cảm ơn anh. Dùng cái viết giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ nè anh trai, em thấy tóc bằng gái gì được chưa? Có cần sửa gì không? Trổ tài thử coi làm sao. Em nghĩ là nên hỏi bạn gái trước. Dạ. Em có muốn cắt tóc sơ lại không anh? Về tóc thì em cũng đang tính là sẽ đổi một cái kiểu tóc mới cho nó phù hợp á. Nhưng mà anh nhìn khuôn mặt của em như vậy thì có thể cắt kiểu gì được? Hiện tại thì anh sẽ với cái thời gian chương trình có hạn, anh sẽ cắt lá bầu cho em. Chỗ này quay slow motion nha, về làm viral á. Em đặt hết niềm tin vào anh nha. Ok. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với phần trình diễn cắt tóc của bạn nam cắt cho bạn nữ. Và không biết là kết quả nó sẽ như thế nào đây. Chúng tôi đang rất là hồi hộp. Quý vị có hồi hộp không ạ? Trời, tôi làm quạt nấu viên hay không? Từ từ đừng có rung. Rồi anh xin phép nắm tay em nha. Ok. Mới gặp nhau thấy có cảm tình dù cái đầu rồi đó ha. Rồi bây giờ mình trao đổi đi, cảm nhận thấy sao đó, mình thấy hình rồi đó, mình thấy anh cắt tóc làm sao? Dạ cảm ơn anh đã cắt cho em một cái tóc em thấy rất là đẹp ạ. Dạ em thấy anh rất là dễ thương, nói chung là anh rất là cũng đẹp trai nữa, sáng sủa, nhìn cũng thời trang gọn gàng, nói chung là cũng giống với hình mẫu mà em đặt ra. Anh cảm ơn em. Anh thì ánh mắt đầu tiên mà anh nhìn thấy em đó là khá là xinh và dáng đẹp. Có thể nói là em là một phụ nữ, một người con gái tinh tế và đáng yêu và biết trau chuốt cho bản thân. Anh thì anh rất là thích người con gái đáng yêu như vậy. Và anh hy vọng là chúng ta sẽ nắm tay nhau để mà đi đến cái con đường hạnh phúc, và có anh và có em và có những đứa trẻ thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Không những nó cắt tóc đẹp mà nói cũng đẹp nữa ha. Rồi bây giờ tính tới chuyện hẹn quan tâm về gia đình như thế nào, nói quan điểm cho hai bên cùng nghe đi. Em nói trước nha, ha Lan. Dạ về gia đình thì hiện tại em là con một ở trong gia đình. Dưới nhà thì chỉ còn ba mẹ thôi. Cho nên là nếu mà sau này có lấy chồng thì nếu mà ở trên này thì em mong là mình có thể thường xuyên về quê để thăm bố mẹ. Còn về trong cuộc sống về trong gia đình đó, thì về em thích một người đàn ông có cái sự quyết đoán, vì người đàn ông sẽ là trụ cột trong gia đình. Ví dụ như hẹn hò thì em có thể sắp xếp một tuần chúng ta gặp nhau được. Dạ, công việc của em thì làm chủ yếu về giờ hành chính thôi. Thứ bảy chủ nhật thì em sẽ được rảnh. Còn không biết công việc của anh thì chắc là anh làm suốt tuần ạ? Ừ, đúng rồi. Thì nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ sắp xếp thời gian. Ví dụ như thứ bảy hoặc là chủ nhật anh sẽ sắp xếp thời gian để mà nghỉ sớm hơn một chút, để dành thời gian cho em, để tình cảm hai đứa nó thêm đong đầy. Dạ. Bước tới đi em trai. Đó. Cho anh mượn tay nhé. Anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu, để đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Dạ. Với em thì không có cái mối quan hệ nào nó là hiển nhiên hết á. Nhưng mà mình muốn giữ gìn và mình muốn xây đắp cho cái tình cảm đó thì mình phải bỏ ra rất là nhiều nỗ lực, công sức cũng như là thời gian. Quan trọng nữa là mình quyết tâm thì mình sẽ làm được. Dạ. Ok. Dạ. Rồi, em cười đẹp quá. Rồi, chúng ta về chỗ đi. Hai bạn về chỗ nào. Mình bắt đầu đưa ra quyết định của mình nha. Hai bạn sẽ suy nghĩ những cái giây phút vừa rồi chúng ta đã trải qua những gì, cảm nhận về nhau như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật là kỹ trước khi đưa ra quyết định nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ trước sự chứng kiến của bạn bè, của khán giả truyền hình và đặc biệt của gia đình hai bạn đang theo dõi chương trình, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi nè, nắm vậy nè, vậy nè, nắm đó, gì đó, nắm chặt tay nhau nha, đừng buông tay ra, hãy cùng nắm chặt tay nhau đi suốt cuộc đời. Bây giờ xem như ba mẹ hai bên đang theo dõi chương trình, mình hứa với người lớn gì đi. Dạ, con hứa với ba mẹ bạn nữ là sau này sẽ yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho bạn nữ có cuộc sống thì là tốt đẹp. Không để bạn nữ phải buồn hoặc là phải áp lực trong cuộc sống, hoặc là cãi vã vì bất cứ điều gì hết. Hay quá. Rồi, cứ như thế mà làm nha. Mình hứa gì mình nói gì. Nói được, làm được, hứa được, làm được. Giống như làm tóc vậy đó ha. Rồi, mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Dạ. Nhà gái dễ thương quá, nhà gái giới thiệu trước đi em. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan cũng như là tất cả các ban giám khảo ở đây. Em tên là Phan Thị Diệu Thanh và hiện tại thì em 22 tuổi và em là sinh viên năm tư trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Diệu Thanh 22 tuổi hả? Dạ. Trẻ quá nhờ. Dạ. Sinh viên. Xong rồi giờ là anh làm gì? Sinh viên năm tư đại học. Dạ em là sinh viên năm tư ạ. Năm tư thôi, có học đi làm gì mà thêm ở ngoài không? Dạ hiện tại thì em còn làm gia sư thêm nữa. À, gia sư thêm. Sinh viên tâm lý học nha. Giữ luôn á. Cái này rất là rành tâm lý luôn nè. Mời nhà trai. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay và các vị khán giả đang xem đài. Em tên là Trương Tấn Khánh, thì năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Bình Thuận và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Khánh thì làm gì Khánh? Dạ, con đang là nhân viên phát triển phần mềm cho một công ty Nhật chi nhánh tại Việt Nam ạ. À, nhân viên phát triển phần mềm, bên kia là sinh viên tâm lý. Ha, hai cái nghề thật ra nó khác hoàn toàn luôn á. Không biết có bổ trợ cho nhau được gì hay không? À, biết đâu mình tạo nên cái phần mềm để có thể hỗ trợ về những cái nhà về tâm lý làm việc được ha. Nhiều khi làm phần mềm mà nhức đầu quá thì bên đây có người làm việc về tâm lý cho. Ừ, có thể vậy. Rồi. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi cưng. Đầu tiên là về ưu điểm của em thì em là một người được mọi người nhận xét là dễ thương, hòa đồng và biết lắng nghe ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Còn về khuyết điểm của em thì em là một người khá là kỹ tính, và đôi khi thì em hơi quá là nhạy cảm. Dạ. kỹ tính, nhạy cảm. Không, đối với chị đó không phải khuyết điểm đâu, nó sẽ rất là hỗ trợ cho em trong cái cuộc sống sau này á. Rồi bây giờ chúng ta tới với bạn trai nào. Dạ, thì ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, tốt bụng, biết quan tâm người khác, biết có trách nhiệm với gia đình, công việc. Dạ. Nhược điểm của em thì em hơi tự ti về ngoại hình, tại vì ai cũng bảo em ú xấu, cho nên em hơi tự ti một chút. Đâu để tôi chui qua tôi coi coi ổng ra sao mà ổng tự ti vậy. Nhà sản xuất phần mềm. Dạ, em chào chị. Trời ơi, vậy mà tự ti cái gì, dễ thương muốn chết luôn vậy đó. Dạ, em cảm ơn. Con trai là phải dày người vậy đó, con gái người ta ôm mới đã. Đúng rồi, nó phải dày ha, tròn tròn búp mép chút xíu á. Đúng rồi, mà anh đây đâu có tròn lắm đâu, dễ thương mà. Được lắm á. Mình phải tự tin lên em, không có gì tự ti hết á. Nha. Dạ. Ok, rồi bây giờ sẵn trớn nói luôn nè, đường tình duyên của mình sao? Dạ thì em thì trải qua 3 mối tình. Cũng khá quá hả? Mai là tự ti đó. Dạ, ngày xưa thì em ốm, đẹp hơn giờ, giờ ú lắm chị. Thì cái mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học. Thì đó là mối tình gà bông, thì em cũng là thuộc tiếp là thanh niên nghiêm túc, thì ham học, cho nên em chỉ tìm hiểu xong rồi kiểu em ham học quá cho nên em không có tiếp tục với bạn nữ đó nữa. Lúc mấy tuổi? Yêu là lớp mấy? Dạ lớp 10. Lớp 10 là yêu rồi đó hả? Dạ thật ra là em với bạn nữ đó biết nhau từ năm lớp 8 lận. Nhưng mà tới lớp 10 em mới biết là bạn nữ đó thích em. Xong rồi lúc đó cũng ham vui, tình yêu gà bông mà, cho nên cũng tìm hiểu xong rồi cũng yêu. Yêu? Dạ. Yêu lúc đó nắm tay người ta chưa? Dạ lúc đó đi học chỉ gặp nhau trên trường, đâu dám nắm tay đâu. Chưa kịp nắm tay rồi bị chia tay rồi? Dạ. Trời đất ơi. Rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai là khi em học đại học thì do là phụ huynh của bạn nữ là quá chú trọng về vấn đề là tôn giáo, cho nên tụi em không có tiếp tục với nhau được. Rồi chúng ta bỏ qua cái đó. Mối tình thứ hai có nắm tay chưa? Dạ có. Là có phát triển rồi. Phát triển thêm ha. Người ta lớn rồi mà. Rồi mối tình thứ ba là chắc hung luôn rồi. Dạ cái đấy thì trong tình yêu đương người có rồi, nhưng mà em không có chia sẻ kỹ được. Vậy sao chia tay? Dạ là do là thứ nhất là công việc của tụi em là giờ giấc nó bị nghịch nhau. Thì cái giờ mà em rảnh thì bạn ấy bận, cái giờ bạn ấy bận thì em rảnh. Với lại cũng không có tiếp xúc được nhiều, gặp nhau được nhiều, cho nên dần dần tình cảm nó nhạt dần một chút. Vậy chút nữa mình mở rào, mình nhớ nói, mình nhớ hỏi bạn gái là giờ nào bạn gái rảnh để mình sắp xếp cái thời gian rảnh của mình nha, cho nó hợp nha. Không hợp thôi bỏ luôn từ đầu. Ừ, quen rồi mất thời gian nữa đó. Đúng rồi, để tôi qua tôi coi nhà gái coi. Chào nhà gái. Trời ơi, sinh viên hả? Tâm lý học của sinh viên lo học đi kiếm người yêu. Kệ người ta phải yêu, người ta mới cái tinh thần người ta thoải mái, rồi người ta có người chia sẻ, người ta mới vượt qua được những cái bài học khó khăn. Đang học trong trường đi học đi để tốt nghiệp đại học đi, mới năm cuối thì đi kiếm người yêu, lý do gì mà gọi là nôn nóng vậy? Thì kiếm tới lúc mà tốt nghiệp xong là yêu là vừa rồi. Dạ đúng rồi, đấy cũng là một phần của lý do của cảm ơn rất là nhiều cái sự giúp đỡ của chị Ngọc Lan. Ngoài ra thì thực sự ra ấy, con cảm giác giống như là nói chung là tuổi thanh xuân thì khá là nó không phải là một cái, nó không quá là dài để cho mình cứ phải chờ đợi mãi. Ngày trước thì ba mẹ con ấy luôn luôn nói với con là con là chị cả trong gia đình mà, nên là ba mẹ con nói là con phải có sự nghiệp, nghĩa là phải học và không có yêu đương, không có học, không có làm những cái gì mà nó làm cho cái việc học bị chành mảng ấy. Nên là lúc đấy thì con cũng không có quan tâm lắm. Nhưng mà về mai sau ấy thì con cảm giác như là nếu như mà mình biết cân bằng thì nó không có vấn đề gì cả. Đấy là do là mình không biết cân bằng thì nó mới như vậy thôi. Đấy. Và con cũng cảm giác giống như là mình sống ở trong cuộc sống thì mình nên có những cái sự trải nghiệm. Đúng và rồi. Tình yêu thì là một cái điều gì đấy nó rất là ý nghĩa và tuyệt vời. Và chắc chắn là mình cần phải tham dự vào đấy. Dạ không, mình cũng cần phải trải nghiệm qua, cũng cần phải biết qua, cũng cần phải có những cảm xúc của tình yêu để cho cuộc sống mình càng thăng hoa hạnh phúc hơn. Cô này lãng mạn lắm rồi nha, lãng mạn lắm đó. Mấy mối tình rồi? Con thì con chỉ có một mối tình thôi. Lý do sự chia tay? Lý do tụi con dừng lại ấy, đó là bởi vì là hai người có cái sự khác biệt nhau về lối sống và cách giao tiếp. Anh ấy yêu nhau mấy năm? Dạ không ạ, bọn con yêu nhau được hơn 3 tháng thôi. Trời đất ơi, có hơn 3 tháng thôi. Chưa kịp yêu đâu. Chưa kịp yêu gì hết trơn á. Vậy là hiểu rồi. Thật ra đây là cô giáo tương lai về tâm lý. Cô ấy nói rất là hay, nói rất là ngọt ngào, biết cách nói có duyên ha. Thành ra là chàng trai bên kia cũng cẩn thận nha. Nhiều khi bên đây là học về tâm lý cho nên đọc được tâm lý của người ta. Đúng rồi. Cho nên anh kia anh sợ. Đúng vậy luôn. Mà mình cũng sợ với người tâm lý lắm, họ đoán trước mình. Đúng rồi. Có cái nào vậy không cưng? Dạ cái này thì con xin được nói lại đó là không phải ạ. Tại vì bọn con học bên tâm lý ấy, thì thực sự ra ấy, tụi con không phải là nhìn người mà chúng con có thể biết được là người ta suy nghĩ gì đâu. Mà là thực sự là để cho chúng con hiểu bản thân bọn con hơn thôi. Cái thứ nhất là như vậy. Còn về cái việc mà nhìn người mà mình đoán được tính cách hay người ta suy nghĩ cái gì, cái đấy thì chắc chắn cần phải có thời gian. Chứ không phải là mình nhìn một cái là mình biết ngay. Cái đấy thì không phải. Chú chơi với nhiều chuyên gia tâm lý lắm con ơi. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, rồi Tô Nha, rồi kia tiến sĩ Tô Nha, kia vân vân rất là nhiều. Rồi chú rành những cái người tâm lý lắm. Dạ vâng, nhưng mà đấy là những người mà họ có một cái trình độ cao nhất định rồi ạ. Còn đối với con thì con còn học hỏi rất là nhiều. Đấy, đây là con. Không, thật ra là những cái cô mà học về tâm lý hoặc là làm về những cái công việc mà về tâm lý á, thì nó rất là có lợi trong cái cuộc sống của mình. Đúng rồi. Mình cần phải có một cái người như vậy ở bên cạnh. Đúng rồi. Để khi mà mình không có được cân bằng ở trong cái cuộc sống á, thì cái người đó sẽ là cái người giúp mình lấy lại được cái cân bằng. Được rồi. Chú nhờ con rảnh rảnh trưa ngồi với chị Ngọc Lan xíu cân bằng về tâm lý giùm chú chút xíu nha. Tâm lý tôi ổn định. Có đôi khi cũng hơi không ổn định lắm. Thôi được rồi, bây giờ làm cái câu chuyện ngày hôm nay thì nhà gái cũng dễ thương, nhà trai thì làm coi như là sản xuất phần mềm nữa ha. Giống như sản xuất cái phần cái mình là couple vậy đó. Speak Couple vậy ha. Cũng là rất là dễ thương, nhưng mà những người làm IT, những người làm về kỹ thuật đó hơi khô khan, có nhà tâm lý lãng mạn là được. Đúng rồi. Bây giờ là mình hãy nói về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ thì em mong muốn thứ nhất là ngoại hình là nhỏ nhắn xinh xắn, rồi em thích là dạng kiểu nắm lùng. Trời ơi, bên đây như cây kẹo ngọt vậy đó em. Dễ thương lắm, bé bé xinh xinh dễ thương lắm. Dạ, như chú Quyền Linh nói là ngành IT của tụi con là thường là sẽ rất là khô khan, thì con là dạng tiếp người là sống nội tâm, thì cũng đôi lúc rất là ít nói mà áp lực trong việc rất là nhiều, thì con thích là bạn nữ là có thể nói nhiều, học bác, vui vẻ. Nhiều khi đi làm về mà chỉ cần nghe bạn đấy nói chí chóe là thấy vui lên. Tâm bạn này nói cỡ nào cũng được hết á. Dạ. Đừng có lo. Dạ. Với con cần là bạn nữ là có thể là quản lý tài chính được. Dạ. Được. Bên này có thể quản lý được. Ha. Dạ. Con kiếm tiền thì được, nhưng mà con quản lý tài chính không được, thì nếu mà có bạn nữ thì con cứ giao hết lương cho bạn ấy thôi. Để bên này lo, nhà tâm lý lo hết luôn. Ha. Thì giống nụ cười tươi giống như Linh Trang vậy đó ha, cô giáo tâm lý của Linh Trang vậy đó. Rồi bây giờ nhà gái mình muốn một cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Đối với con ấy thì nếu mà về ngoại hình thì con thích một bạn trai cao. Bên đây thì cũng tương đối. Dạ. Hơi cao. Chưa cao lắm. Gì nữa? Rồi còn về phần tính cách thì là một người trưởng thành, chín chắn và là một người cũng khá là hiền hòa và vui vẻ với mọi người là được. Rất hiền ha. Dạ. Có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Được chưa? Rồi con không thích điều gì đàn ông nữa? Con không thích thì con không thích hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Khánh có hút thuốc không Khánh? Dạ không ạ. Rồi, ngon lành luôn. Dạ. Được. Còn gì nữa không? Vô tâm với người yêu hoặc là nói chuyện thẳng quá. Đúng. Sợ nhất là đàn ông vô tâm. Mình có đủ tự tin để mà mình trả lời một câu chắc là mình là cái người rất là quan tâm tới người mình yêu không? Dạ đủ ạ. Rồi. Được. Ngon lành. Được chưa? Dạ rồi. Rồi okay. Vậy thôi, hỏi người thân thôi. Đúng rồi. Trò chuyện vậy giờ quá rõ rồi. Nhà gái đi với ai? Dạ ngày hôm nay thì con đi với bạn thân của con ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con là bạn thân của Diệu Thanh. Dạ, theo theo như quan sát và cảm nhận thì con thấy anh bên này có ngoại hình khá là dễ thương, cách nói chuyện thì cũng trưởng thành. Mà anh nói là anh sống nội tâm mà Thanh lại học về tâm lý học thì em nghĩ là hai người nói chuyện rất là hợp nhau, nên em nghĩ là hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu ạ. Rồi. Dạ. Okay. Chị Ngọc Lan cũng thấy như vậy á. Em đi với ai? Dạ em đi với Dượng. Dạ. Dạ chào Dượng. Dượng trẻ măng ha. Cái Dượng lớn quá ha. Xin chào chương trình, chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Tôi là Nguyễn Xuân Sang, là Dượng của bạn Khánh. Gọi là Dượng thôi chứ vẫn còn nhỏ tuổi. Dượng thấy sao Dượng? Thấy nhà gái thì sao? Dạ được. Và có một cái vừa nãy giống như bạn gái nói là khuyết điểm gì đó, kỹ tính á. Cái kỹ tính nó hợp với cả Khánh. Khánh cũng kỹ tính hả? À, có nghĩa là nó cũng kỹ tính và nó cần một người kỹ tính. À, cần người tính chứ đàn ông. Và có một điều nữa là biết lắng nghe. Vừa nãy bạn gái nó biết lắng nghe. Cứ chịu lắng nghe là được rồi. Thấy Dượng của Khánh hiền không? Khánh hiền hơn Dượng của Khánh luôn. Thôi cảm ơn nhà trai và gái. Tôi thấy hai người này hợp với nhau lắm. Bây giờ mở ra. Bắt đầu đi Khánh. Dạ. Khánh đang chờ ở kia đó. Dạ. Chào em. Anh có món quà anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Ok, anh cảm ơn em nhé. Dạ. Mình có muốn mở quà ra cho khán giả xem là mình tặng bạn gái cái gì không? Dạ được ạ. Rồi, để chị thay mặt chị mở ra nha. Wow, dễ thương quá. Một chiếc đồng hồ cát dễ thương. Và đây còn có một cái chai Victoria Secret nước rửa tay hả? Body mist. Cái này rất là dễ thương. Em rất là thích, cảm ơn anh nhé. Dễ thương quá. Nào, không có cặp tặng quà mua nước rửa tay, nước rửa chén của tôi tặng. Để chút dưới còn mấy cặp dưới rồi. Rồi, em gái ngồi đây. Hai bạn trò chuyện với nhau. Ok. Cảm nhận về nhau như thế nào nè? Cho anh hỏi trước là em đến từ đâu nha? Em là đến từ Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk. Ok. Dạ. Là hiện tại là giờ em ở đây luôn hả? Dạ hiện tại thì em ở quận 5 Sài Gòn ạ. Quận 5. Dạ. Yeah. Ok. Anh tưởng em từ sáng nay em từ Đắk Lắk xuống chứ? À dạ không ạ, tại vì em học ở trên Sài Gòn mà. Ok ok. Là em học năm cuối đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thì tháng mấy em ra trường nhỉ? Em chắc khoảng 2 tháng nữa thôi. 2 tháng. Anh hy vọng là 2 tháng nữa là lễ ra trường của em là sẽ có mặt anh và một bó hoa nhé. Trời ơi. Ngọt ngào dễ sợ, vô đề hay. Tưởng đi xa rồi ai về vô cái ngọt quá. Hay đó. Kiểu này ông Mai bà mối không có việc làm rồi. Được. Thì em có cảm nhận gì về anh không? Em thấy anh là một người khá là dễ thương và một người thân thiện. Anh cảm ơn. Em cũng thấy là anh nói chuyện thì cũng kiểu như là rất là dễ để mà dễ mà hai người có thể chia sẻ với nhau ấy. Đấy. Với cả anh cũng là một người cũng khá chu đáo. Hiện tại là em cảm nhận như thế. Ok. Em hỏi là anh nếu mà anh làm việc thì anh có bao giờ nghĩ là anh sẽ lên Sài Gòn làm việc không? Hiện tại anh đang làm việc ở Sài Gòn mà. À, do là vừa nãy em hơi hồi hộp ấy nên là em hơi bị quên thông tin. Thì anh làm việc ở Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. Thì anh ở một mình trên đây là 8 năm. Anh tự học rồi làm việc cũng được 8 năm rồi. Dạ. Thì công việc anh này thì giờ đang ổn định ở Sài Gòn. Thì anh cũng tương lai thì anh cũng mong là anh vẫn tiếp tục ở đây làm việc thôi. Em thì em cũng muốn là ở trên Sài Gòn để làm việc. Ok. Dạ. Thì anh sẽ, nếu mà mình đến với nhau thì anh sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà sinh sống ở đây. Đấy. Thì, chứ nếu mà có em thì chắc chắn anh sẽ không chọn phương án ở trọ rồi. Nó sẽ rất là bất tiện cho em. Dạ. Okay. Vô tương lai liền không? Đó, mình trai phải vậy chứ, mình phải nói vậy cho bạn gái yên tâm chứ. Đúng rồi đó, em đang đi đúng hướng luôn á Khánh. Dạ. Rồi MC ngồi im luôn đâu cần mớm nữa. Hỏi khoảng bao lâu thì em sẽ tính chuyện kết hôn gì đó, cho em biết trước để em tính. Dạ, hiện tại thì em hỏi bạn gái á. Thì nếu mà tiến tới hôn nhân á thì em định là trong bao lâu nha? Em thì có thể là sau khi ra trường hoặc là ra trường 1 năm. Nói chung là em là một người không phải là chờ đợi đâu. Tại vì cuộc sống của em thì em thường nghĩ đến việc là thưởng thức nhiều hơn. Ok. Thế có nghĩa là chỉ cần anh ngỏ lời là nếu mà em đồng ý là ok đúng không? Có thể. Ok. Thì nói chung là dự định của anh á, và cái tài chính mà để mà tiến tới hôn nhân á thì ok rồi. Có nghĩa là chỉ cần em gật đầu là được. Đó là tài chính em đã chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Những cái kế hoạch đó em xong hết rồi. Bây giờ chỉ cần có một cái người để giữ thôi. Dạ đúng ạ. Ok. Thấy chưa, thấy người đàn ông bản lĩnh chưa? Rất hay. Sao? Thấy vậy chứ phải vậy đi nha. Nãy tôi hiểu lầm, tôi tính sai, nhưng mà giờ tôi nghe nói tôi nghĩ lại. Hồi nãy ông nghĩ gì? Nãy nghĩ mày không hiểu, không dám nói gì, không biết gì hết. Thậm chí chưa nghĩ gì tương lai thôi. Nhưng mà nghe xong rồi nể liền. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha. Đó, người ta đã có dự định hết rồi đó. Bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào, rồi quan điểm về con trai con gái thế nào, nói cho nhau nghe đi. Mời em trước ha. Đối với em ấy thì tình yêu thì em nghĩ là nó có 3 điều rất là quan trọng. Cái điều đầu tiên đó là cái sự tin tưởng nhau, cái thứ hai đó là sự tôn trọng, và cuối cùng thì đó là cái sự chia sẻ. Thì em nghĩ là 3 điều đấy em rất là quan tâm. 3 điều đấy thì anh chấp nhận. Bởi vì khi nãy anh bảo là anh có khả năng kiếm tiền nhưng mà anh không quản lý tài chính được, thì em về thì em sẽ làm nóc nhà quản lý tài chính cho anh. Thì đương nhiên anh tin tưởng nè, rồi chia sẻ nè, quan tâm biết lắng nghe, điều đó có. Rồi hai bạn tính kết hôn với nhau rồi chừng nào sanh con? Sanh bao nhiêu đứa? Con trai hay gái? Đúng rồi. Cái quan điểm với con trai con gái rất là quan trọng nha các bạn. Đôi khi người đàn ông về cứ bắt đẻ hoài, con trai là đẻ hoài, hoặc thích con gái bắt đẻ hoài vậy đó. Để chừng nào đúng với cái gì mình thích thì thôi. Quan điểm này nên bày tỏ với nhau trước đi. Theo con thì trai gái thì không quan trọng, đều là con của mình thôi mà. Còn về sinh thì con nghĩ là hai đứa là ok nhất. Con thì con cũng, đối với con thì con nào cũng là con cả. Cũng đều là những cái sự sống mà, với cả con nghĩ là càng đông con thì càng vui. Bên đây chịu đẻ vậy. Rồi. Rồi bây giờ hai bạn này đâu có bây giờ hai bạn này đâu còn gì nữa đâu nói. Hai bạn nào hợp nhau quá trời. Bây giờ chỉ cần có một cái chất xúc tác để coi là cái cảm xúc khi mà mình chạm vào nhau như thế nào thôi. Giờ hai bạn tiến tới, bạn trai lên đây luôn. Mình chủ động nè, mình nắm tay bạn gái nè, rồi mình nói một cái điều gì đó để cho bạn gái an tâm hơn, thuyết phục bạn gái để bạn gái bấm nút. Đó, những cái nắm tay. Bây giờ nói chuyện với bạn gái xong nắm tay bạn gái. Thấy thế nào? Rồi hứa cho bạn gái gì đó. Tay bạn thấy lạnh quá. Thì anh sẽ không hứa với em nhiều đâu. Tính của anh là anh chỉ nói và làm cái nào làm được. Anh chắc chắn với em á là trong đối với anh á, 3 cái việc, thứ nhất là quá khứ, hiện tại và tương lai là 3 câu chuyện khác nhau. Thì hiện tại thì chúng ta có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, và tương lai để tiến xa hơn. Thì ở tương lai á, thì mình không nói trước được gì, nhưng mà có một câu nói rất là hay đó là muốn đi nhanh á, thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì đường đi tới tương lai của anh á, có một vé còn trống, hy vọng là em là hành khách đó nhé. Ok. Đủ lãng mạn chưa em gái? Đủ thuyết phục chưa? Dạ cũng có. Trời ơi, chàng trai bên tôi là hơi lãng mạn đó nha. Nhưng mà nói rất chân thành nha. Đúng chứ rồi. Không phải là 6 điều đâu. Đúng rồi, nói những lời nói từ trái tim đó. Ngồi xuống đi. Để tao được nút bấm. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Bây giờ các bạn đã cùng trò chuyện với nhau, cùng nghe ý kiến của người thân rồi nha. Rồi bây giờ mình chỉ bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Quyền của các bạn. Chào Thái Phình Tùng. Thái Phình Tùng ở đâu chứ? Đó, để nút bấm vô. Khánh, đúng rồi. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của chính mình nha các bạn nha. Mình lớn rồi, mình đủ để đưa ra quyết định chín chắn, không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Trời ơi. Cô giáo tâm lý tương lai sao mà bấm chậm vậy? Thấy ra làm chưa? Nắm tay bây giờ mình đã hẹn hò chính thức, hẹn hò nhau rồi. Nào, đây nắm cái này, nắm cái đó, đúng rồi. Nắm chặt tay nhau nha. Dạ, cảm giác sao trai? Dạ thích ạ. Đấy, bây giờ thật ra nha, tôi khoái con này đó. Coi lù khù chứ dắt cái lù chạy hồi nào không biết đó nha. Đó, nãy giờ thành ra là kết quả tôi thấy rằng đây là một chàng trai rất là bản lĩnh luôn á. Lãng mạn có, dứt khoát có, bản lĩnh có. Sao, đúng không con gái? Dạ. Cô gái này tuy chỉ là sinh viên năm tư thôi nhưng mà có vẻ như là cái đường tương lai của cổ là cổ cũng đã có cái sự tính toán và sắp xếp hết rồi. Chứ cổ không phải là còn trẻ con đâu. Đây là một cô gái rất là trưởng thành. Nên là chị Lan rất là hy vọng một thời gian sắp tới thôi sẽ nhận được tin mừng từ hai em. Hát tặng cô gái hát bài hát rồi nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay hát tặng cái bài hát. Bấm nút rồi thôi. Bài hát bấm nút là bài hát gì? Hát gì đó sau khi bấm nút. Dạ. Hát đó, hát đi. Nhìn thẳng vào, bây giờ mình hẹn hò rồi đó. Thì trước khi lên chương trình thì anh có chuẩn bị một ca khúc để dành tặng em. Thì anh xin hát tặng em ca khúc là Đêm Trăng Tình Yêu. Okay. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ăn mặc đam mê, trái tim ta mãi không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn quên luôn. Để bạn gái hát lại này. Hát đáp lại đi. Ngày hôm nay thì khi mà em đến chương trình thì em cũng chuẩn bị một đoạn điệp khúc của ca sĩ Đức Phúc, bài Ngày Đầu Tiên, một ca khúc em rất là thích. Mặc dù là hát không quá hay nhá. Ok. Sao tự nhiên quên mất lời ta. Các bạn nhớ lời không? Điều anh muốn. Thôi khỏi luôn đi thôi. Được rồi, một bên hát được rồi. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ báo tin vui cho chương trình nha. Bây giờ sẽ là những phần quà dành cho các bạn. Lại là Amity, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa chén, rửa dĩa, rửa tô, rửa muỗng, rửa đũa được luôn nha. Nước rửa tay, rửa chân được luôn nha. Rồi mua ủng hộ Quyền Linh thôi. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Còn nữa nha. Nhiều lắm, các bạn bấm nút nữa, các bạn được rất là nhiều phần quà từ chương trình. Làm MC chủ yếu tôi bán nước rửa chén. Chắc tôi phải đi kiếm cái gì tôi bán quá. Đây là phần quà của tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát, gồm một cái voucher 10 triệu đồng. Đây, dành tặng cho hai bạn. Dạ, cảm ơn. Và đây là một phần quà đặc biệt cũng đến từ tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Đó là một voucher 100 triệu đồng. Nhưng với điều kiện là hai bạn phải đăng ký kết hôn với nhau. Tay hòm chìa khóa nha. Chị giao 100 triệu cho bạn ấy giữ nha. Dạ. Đây là son Eureka do Vina QA gửi tặng cho bạn gái. Và đây cũng là một phần quà đặc biệt đến từ thép Vina QA. Đó là một voucher 20 triệu đồng. Cũng với điều kiện là hai bạn phải đăng ký kết hôn với nhau. Rồi. Rồi. Sách của các bạn. Và một phần quà đó là một cái phần mềm Speak Couple sẽ gửi tặng các bạn để các bạn có thể yêu đương nó thăng hoa nhiều hơn nhé, giúp một đôi hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Một ứng dụng về room mà chắc là bạn sẽ hiểu nha. Speak Couple. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Con cảm ơn chú. Em đi đường này nè. Con cần làm cái Speak Couple coi. Tôi coi đó là cái gì vậy? Chắc lắc cái có bạn trai hay sao á. Về Cần Thơ được. Speak Couple đấy chắc lắc là có bạn trai xuất hiện. Ai. Hôm nay là một ngày không hoàn hảo lắm. Đúng rồi, nó có nửa này nửa kia, mới chỉ được 50% thôi, nhưng mà mình cũng vẫn vui. Đúng rồi. Biết đâu cái sự kết nối nó không thành công nhưng họ sẽ thành công với những người không có trên sân khấu này thì sao? Rất nhiều điều đó xảy ra bởi vì chúng tôi kết nối có những cặp đôi không bấm nút nhưng mà họ đám cưới trước khi mà đối phương mình đám cưới luôn. Tức là một cái người xem truyền hình họ gửi cái nút bấm về cho cái người đó, hoặc là họ có thể gặp nhau ở một cặp đôi khác. Có những cặp yêu chéo đó quý vị, có người này không bấm thì gặp cái cặp đôi bên kia như Đúng vậy. Đại khái là đã đến đây chúng ta sẽ có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ có duyên, nhưng mà duyên nó đến chừng nào đó thì chưa biết thôi. Trước khi chia tay thì Ngọc Lan cũng xin phép được nhắc lại về khung giờ phát sóng của chương trình 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Ủa đúng không? 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và sẽ được phát lại vào trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Netlove. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống và thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Và bây giờ Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.